Kính thưa quý vị, cùng với các cấp học, từ ngày 14 tháng 2, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức mở cửa đón trẻ học trực tiếp tại trường. Trong những ngày qua, các cơ sở giáo dục mầm non đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trở lại trường học. Do bậc học mầm non có những đặc thù riêng, nên để đón trẻ đến trường học trực tiếp an toàn, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục công lập trên địa bàn tỉnh không chỉ chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, vệ sinh sạch sẽ phòng ốc, mà còn chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên, tập huấn công tác phòng chống dịch, chăm sóc trẻ trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu có hai con nhỏ đang ở độ tuổi mầm non và tiểu học. Trong thời gian nghỉ học để phòng dịch COVID-19, chị Thúy vừa đi làm vừa chăm con, vừa kiêm luôn việc kèm con học. Tuy nhiên, việc học của các con bị rất nhiều hạn chế. Vậy nên khi có thông tin học sinh các cấp sẽ đi học trực tiếp, không riêng chị Thúy mà nhiều phụ huynh rất đồng thuận. Em để con nhà rồi thì đi làm thì vừa làm vội chạy về để trông con, giờ con thì cũng có ai giờ ngoài trong nhà cả, một mình mẹ từ lo hết, con bố thì đi làm xa rồi cũng mới phức tạp. Bây giờ thì nghe em nghe tin thì nói cho con đi học thì nghe mừng, có các cô gửi cho các cô thì hơi yên tâm. Khi mà thực hiện giãn cách thì gia đình tôi gặp rất nhiều cái khó khăn. Sắp tới là ngày 14 tháng 2 các cháu được trở lại đi học đến trường thì chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi và cũng đã chuẩn bị tốt cho các con để mà được đến trường vào thứ hai tuần tới. Ghi nhận tại trường mầm non Phước An ở phường 11 thành phố Vũng Tàu, trong thời gian nhà trường tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chủ cơ sở và lãnh đạo nhà trường luôn đồng hành với đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên. Dù là trường tư thục, trường vẫn duy trì hỗ trợ một phần tiền lương và nhu yếu phẩm đến cán bộ giáo viên, nhân viên trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, dù trong thời điểm trường tạm nghỉ dạy, các cô giáo chuyển sang làm các công việc khác, nhưng khi trường có thông báo về việc mở cửa đón trẻ trở lại học tập, các cô đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đứng trước những cái khó khăn như vậy, thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là phải đồng hành với các cô trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thì chúng tôi đã hỗ trợ cho các cô hàng tháng, thì cái bệnh dịch nó tiếp tục nó kéo dài nữa và lúc đó thì cái khả năng tiềm lực kinh tế của nhà trường hầu như là hết rồi. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã lo được một cái Tết cho các cô, gọi là đó là những cái sự động viên, và chúng tôi sẽ làm tất cả những cái điều gì tốt nhất có thể để cho các cháu có một ngày hạnh phúc và để cho các anh chị yên tâm trong công tác mà không phải lo nhiều. Trong thời gian nghỉ dịch vừa rồi thì các cô rất là khó khăn. Một số cô thì phải là đi buôn bán này, một số cô khó khăn hơn nữa là phải đi phụ hồ. Thì thật sự khi mà từ một cô giáo mà phải đi phụ hồ thì rất là vất vả. Nhưng mà khi được có thông tin từ sự chỉ đạo của nhà trường là các cô được đi làm lại thì các cô rất là hứng khởi và vào trường để làm thực hiện công tác vệ sinh cũng như là tập huấn về phòng chống dịch cho các bé, rồi xử lý các tình huống khi xảy ra dịch ở trường. Và đặc biệt là vệ sinh khử khuẩn và thông báo cho phụ huynh biết tình hình là các bé được đi học lại và đảm bảo một môi trường an toàn, sạch sẽ để phụ huynh yên tâm khi trẻ được đến trường ạ. Với các điểm trường mầm non khác cũng đã hoàn tất kế hoạch phân luồng học sinh, phương án phòng chống dịch cụ thể hiệu quả khi trẻ đi học trở lại. Đến cuối tuần này, cùng với các cấp học khác, xét nghiệm nhanh COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khối mầm non sẽ hoàn tất. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, các trường mầm non công lập trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận học sinh ngoài công lập. Bên cạnh đó, địa phương cũng tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động trở lại. Học trò được quay trở lại, tôi sẽ làm theo cái mô hình bong bóng. Là có nghĩa là mỗi lớp như thế là sẽ tách riêng ra, không được tiếp xúc với nhau. Nhỡ may có một ca F0 trong trường thì mình rất là dễ xử lý hơn. Chứ không, giáo viên cũng không được giao lưu với nhau từ lớp này sang lớp kia và học trò cũng thế. Và trong cái thời gian đón trẻ như thế thì cũng phải phân ra giờ, không để phụ huynh sẽ đón trùng lập với nhau. Nhà trường cũng có những kế hoạch là khi là chia tách lớp, giãn cách để làm sao mà phù hợp với lại các bé cũng như là cô ở trên lớp, phân luồng nhân sự. Ví dụ như ở độ tuổi nhà trẻ thì hiện tại tất cả các lớp ở nhà trường sẽ chia tất cả các lớp ra là dưới 15 cháu.
và tất cả các phòng học thì hiện tại là phòng học nhà trường cũng rất nhiều. Và kèm theo nữa là nhà trường cũng bố trí hai cái phòng chờ cách ly để làm sao mà trong cái quá trình hoạt động nếu như mà có những cái tình huống xảy ra thì nhà trường đã có những cái biện pháp ứng phó rất là kịp thời để làm sao phụ huynh yên tâm nhất khi mà đưa con đến trường học trở lại ạ. Theo số liệu khảo sát, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho học sinh mầm non đến trường trực tiếp vào khoảng 50-60%. Vì vậy, các cơ sở mầm non sẽ thuận lợi trong thực hiện giãn cách và chăm sóc trẻ tốt nhất. Thưa quý vị, do bậc học mầm non khá đặc thù nên các nhà trường còn yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế trước khi đi học trở lại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác phòng dịch, bố trí phòng y tế làm phòng cách ly tạm thời. Các nhà trường cũng đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc theo dõi sức khỏe của trẻ. Học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo giãn cách trong giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới vẫn còn là rất cao, nhất là biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ngành, ban chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, luôn bám sát tình hình dịch bệnh và sẵn sàng các phương án để ứng phó kịp thời với các tình huống. Đồng thời tập trung lực lượng tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm phòng trên tinh thần vaccine phân bổ tới đâu phải tiêm hết tới đó. Hiện nay, học sinh khối 9 và 12 đã trở lại trường và tiếp theo đó vào ngày 14 tháng 2, tất cả học sinh trở lại trường học trực tiếp. Do đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị ngành giáo dục đào tạo, ngành y tế phối hợp với các địa phương sẵn sàng các điều kiện và phương án để xử trí, điều trị cho học sinh mắc COVID-19 khi trở lại trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường học, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ huynh cho học sinh đi học trở lại và phối hợp với nhà trường tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Mỗi người dân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp cần phải cảnh giác, điều chỉnh thói quen để thích ứng an toàn trong tình hình mới. Người dân không nên chủ quan khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, kể cả đã tiêm mũi tăng cường. Vì tiêm vaccine không có nghĩa là miễn nhiễm với dịch bệnh và không lây nhiễm cho người khác khi mắc bệnh. Kính thưa quý vị, chương trình Thích ứng an toàn đến đây xin phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.